kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 10 ngày 11 tháng 9 năm 2023 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Mở đầu bản tin như thường lệ sẽ là thông tin thời tiết các vùng miền trong tỉnh. Đêm nay và ngày mai, tỉnh Quảng Ninh chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao. Thời tiết các khu vực trong tỉnh phổ biến là nhiều mây, gần sáng và ngày mai có lúc có mưa, mưa rào và rông. Trong mưa rông cần đề phòng có gió mạnh và xét, Nhiệt độ tại các huyện, thị xã, thành phố của khu vực miền Đông, miền Tây và thành phố Hạ Long dao động trong khoảng từ 26 cho tới 31 độ. Đối với vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, gió đông nam cấp 3, cấp 4, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa 4 đến 10 km, nhiệt độ thấp nhất là 26 độ và cao nhất là 30 độ. Vừa rồi là phần dự báo thời tiết trong tỉnh. Tiếp theo mời quý vị và các bạn theo dõi phần dự báo thời tiết các vùng miền trên cả nước. Trong đêm nay và ngày mai, các tỉnh miền Bắc nước ta tương đối nhiều mây, những cơn mưa rào và rông có thể xuất hiện bất chợt trong ngày, xen giữa những khoảng nắng nhẹ, tiết trời khá mát mẻ. Mặc dù không phải là mưa lớn trên diện rộng, nhưng cục bộ có thể xảy ra mưa vừa, mưa to và rông mạnh. Trong cơn rông có thể xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày mai toàn miền Bắc phổ biến dao động trong khoảng từ 30 cho tới 33 độ tại các tỉnh phía bắc khu vực miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, trời cũng khá nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có thể xảy ra mưa rông mạnh, trong cơn rông tiềm ẩn nguy cơ về lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều ngày mai từ 30 cho tới 33 độ. Trong khi đó, thì các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có rông với lượng mưa không lớn, nhiệt độ giao động từ 31 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của đới gió Tây Nam, nên đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh. Và ban ngày, Tây Nguyên có lúc có nắng yếu, các tỉnh thành phía Nam Bộ có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên phổ biến từ 27 đến 30 độ. Các tỉnh Nam Bộ ra động trong khoảng từ 30 cho tới 33 độ. Trên biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, và Trường Sa. Gió thịnh hành theo hướng Tây Nam với cường độ phổ biến ở mức cấp 4 đến cấp 5. Riêng phía Bắc vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. Điều đáng lưu ý là trên khu vực Bắc Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông, Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gây nguy hiểm cho tàu thuyền.